Vâng, xin kính chào bà con nhé. Hôm nay thì tôi có một con trồn hương, nó đẻ lần đầu mà nó lại đẻ ngược nữa. Cái nữa là nó lại trễ mất mấy ngày rồi. Cho nên là tôi buộc phải đưa nó đi bác sĩ thú y nhờ can thiệp. Đó. Đây thì bác sĩ thú y đã trích gây tê rồi, gây mê. Và bây giờ thì đưa nó lên bàn mổ. Đây, trước khi phẫu thuật thì đã được buộc rất là chắc chắn này. Đó, đây là con nó đây. Đó. Do nó đẻ ngược với con nó cũng rất là bự rồi. Với cái thứ hai, thứ ba nữa là nó đẻ đã trễ mất mấy ngày rồi. Cho nên là nó đẻ hơi khó. Đó, chính vì vậy mà bà con lưu ý là trong khi mà chúng ta nuôi con trồn hương đấy thì thế nào chúng ta cũng sẽ gặp những cái trường hợp mà đẻ trễ, trễ 1-2 ngày chẳng hạn, hoặc là nó đẻ ngược, thì chúng ta cần phải có số điện thoại của bác sĩ thú y. Thì tôi xin chia sẻ cái video này thì để bà con cùng tham khảo, nếu như chúng ta gặp những cái trường hợp này thì chúng ta có cái biện pháp xử lý ngay và kịp thời để tránh làm sao mà ảnh hưởng đến cái tính mạng của con cũng như là con mẹ. Con này thì cũng chưa biết là được bao nhiêu con, nhưng mà cái bụng nó rất là to. Tôi đoán cỡ khoảng 3 con. Hôm nay thì bác sĩ sẽ làm phẫu thuật mổ để bắt con. Trước khi mổ thì tiến hành cạo lông cái vị trí mà chúng ta cần phẫu thuật. Đó, rồi sau đó là dùng thuốc sát trùng để sát khuẩn trước khi tiến hành phẫu thuật. Đó, trước khi phẫu thuật thì chúng ta phải buộc nó rất là chắc chắn như này. Bởi vì bà con thấy rằng là cái con trồn hương thì phần lớn là những cái con nó rất là dữ. Đó. Mà nếu như nó không có dữ chẳng hạn, mà chúng ta khống chế nó như thế này thì nó cũng sẽ dữ thôi. Đấy là cái bản năng phòng vệ của nó mà. Và trước khi đem lên bàn mổ thì con trồn hương này đã được trích 4 liều rồi. Thuốc gây mê và gây tê. Con trồn hương này thì trong quá trình nuôi đó, đây là cái lứa đầu tiên nó đẻ này. À, mà thích ăn chuối. Cho nên là nhiều khi cũng hơi quá đà. Cho nó ăn chuối nhiều quá đâm ra nó hơi mập. Trong các cái video trên kênh Chuyện Đàn Ông ấy thì tôi cũng chia sẻ với bà con đấy là chúng ta lưu ý là đối với những cái con trồn hương trưởng thành ấy, thì chúng ta cũng nên hạn chế cho ăn tinh bột và đồ ngọt. Tinh bột ở đây ví dụ như là chúng ta nấu cháo này. Biết nhiều con không? Nhìn biết bao nhiêu con? À, Dạ không. và đồ ngọt ở đây có nghĩa là các cái loại trái cây chín. Thì tùy theo từng cái độ tuổi mà chúng ta có cái chế độ dinh dưỡng làm sao cho nó phù hợp. Đây bác sĩ bắt đầu trích gây tê cho nó ở phía sau lưng. Con trồn hương thì
là một cái con động vật hoang dã, nó rất là khỏe, cho nên là cái sức đề kháng của nó thì cực kỳ mạnh, so với chó mèo thì không ăn thua gì. Đó. Cho nên là chúng ta phải chích gây mê gây tê ít nhất là 1 tiếng đồng hồ thì mới đem lên cái bàn để xử lý được. Trong quá trình nuôi sinh sản trồn hương đấy thì chúng ta phải có cái số điện thoại của bác sĩ thú y, đặc biệt là những cái lúc mà nó chuẩn bị đẻ đấy. Đó. Để nếu như trường hợp mà có gặp những cái trường hợp là sinh ngược này, sinh khó này, thì chúng ta phải nhờ bác sĩ thú y để can thiệp. Chính vì vậy mà trong quá trình mà phối giống ấy, thì bà con nhớ ghi lại chính xác cái ngày nó phối giống để chúng ta tính được, dự kiến được cái ngày chuẩn bị sinh. Đó. Thông thường thì con tròn hương nó đẻ cũng gần tương đối là khá là chính xác đấy. Đó. Trong vòng 60 ngày là bắt đầu nó sinh rồi. Hoặc là nếu mà có trễ lắm thì nó cũng chỉ khoảng cộng trừ 1 đến 2 ngày thôi. Và bây giờ thì bác sĩ thú y đã mổ để can thiệp bắt con. Để mà tránh mất máu cũng như là mất sức cho con tròn hương mẹ thì phải phẫu thuật làm sao dọc những cái đường nào làm sao cho nó hạn chế việc mà ra máu. Mỗi một lần phẫu thuật như này thì con tròn hương nó rất là mất sức. Và bà con lưu ý nha, khi mà chúng ta mổ đẻ để bắt con nó ra đó, thì đối với con mẹ này, chúng ta phải để khoảng 3 đến 4 tháng sau thì chúng ta hãy cho nó phối. Lúc đó thì vết thương của nó đã khỏi hẳn rồi thì nó sẽ đảm bảo hơn. Và khi mà phẫu thuật thế này á, có thể là nó sẽ không nhận con nữa, thì lúc đó chúng ta phải nuôi sữa ngoài từ những cái ngày đầu. Đó. Còn một số ít trường hợp thì nó sẽ nhận con đó, thì chúng ta khi mà đem về chúng ta sẽ ghép lại cho mẹ nó, cho nó ủ ấm. Đây là vết dao để cắt những cái vùng trên cái bụng để phẫu thuật bắt con nó ra. Con tròn hương bố mẹ thì cái giá trị kinh tế nó rất là cao, thế cho nên là chúng ta cần phải chăm sóc nó một cách kỹ hơn. Chăm sóc đấy tôi nói đấy, là chúng ta cần phải ghi lại nhật ký cái ngày phối giống làm sao cho nó chính xác. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải có cái sự tư vấn của bác sĩ thú y. Nếu như trường hợp mà bà con ở trong những cái vùng mà không có bác sĩ thú y ấy, thì chúng ta cũng cần phải tham khảo những cái trang trại tròn hương người ta đã nuôi lâu rồi, để chúng ta có cái tình huống xử lý khi mà nó xảy ra, để làm sao mà nó xử lý trong thời gian nhanh nhất, sớm nhất. Đó. Đây thì con tròn hương này ấy, là nó hơi mập, cái vùng bụng nó cũng rất là nhiều mỡ này. Đó, cho nên là việc mà bắt con ra thì cũng rất là khó. Con này thì đã vỡ bọng ối rồi, cho nên là chúng ta cần phải cấp cứu, xử lý một cách nhanh nhất để có thể là cứu được cái con đó, tránh bị ngập.
trong quá trình phẫu thuật như này thì cái việc sát trùng, khử trùng là rất là quan trọng. Thì trên kênh Chuyện Nhà Nông tôi cũng cố gắng là chia sẻ những cái video rất là hữu ích để cho những bà con khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu con trồn hương, hoặc là những bà con mới nuôi, chúng ta chưa gặp những cái hiện tượng như vậy thì chúng ta biết cái cách để chúng ta xử lý cho nó sớm. Và cũng rất mong nhận được cái ý kiến đóng góp phản hồi của bà con đối với cái kênh Chuyện Nhà Nông này, để làm sao ngày càng cải tiến về nội dung và nâng cao chất lượng, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm ít ỏi cho những bà con nuôi sau. Và con này thì dự đoán là 3 con. Cái đuôi nó lú ra thì cũng khá là bự, cái đuôi và cái chân. Nhưng mà do là sinh sản lứa đầu cho nên là con cái này cái vùng hậu môn của nó khá là nhỏ. Do là nó gán dặn cho nên là lòi được cái đuôi và cái chân ra, nhưng mà cái chân có dấu hiệu là bị sưng do nó bị chèn ép, bởi vì cái vùng hậu môn của con mẹ này nhỏ quá. Chính vì vậy mà nó dẫn đến cái tình trạng là thiếu máu, bị tắc nghẽn, máu không lưu thông được xuống cái chân, cho nên nó dẫn đến cái hiện tượng là nó sưng phù lên. Đó, một cái lớp mỡ rất là dày, nó chèn ép cái dạ con, cho nên là việc lấy ra cũng rất là khó. Nên là bà con rút kinh nghiệm là đối với lại con trồn hương sinh sản ấy thì chúng ta không nên cho nó mập quá. Ở đây thì bây giờ thì phẫu thuật xong, bắt con xong rồi, như vậy nó được 2 con bà con ạ, 2 con đực, nó khá là to. Bây giờ thì tôi tách con ra ngoài cho mẹ nó nằm một mình để nó nhanh hồi phục, và bắt buộc nó phải nuôi bên ngoài thôi. Nó cực trong vòng 3-4 ngày đầu, nhưng mà sau nó sẽ bú bình quen. Đó. Và cái video này thì xin được tạm dừng đây nhé. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau. Và rất mong bà con đăng ký kênh cũng như là chia sẻ các cái video trên kênh Chuyện Nhà Nông.